Loạt vụ nổ lớn tại trung tâm Kyiv, ít nhất 3 tiếng nổ lớn vang lên ở trung tâm thủ đô Kyiv của Ukraine trong đòn tấn công tên lửa lúc sáng sớm. Thành phố đang bị tấn công tên lửa, lực lượng phòng không đang chiến đấu. Cơ quan quân sự thủ đô Kyiv của Ukraine cho biết hôm nay, Sergei Popko, lãnh đạo cơ quan này thêm rằng các mảnh vỡ rơi xuống quận Shevchenchivsky ở trung tâm và quận Dagnitsky ở phía nam đã khiến ít nhất 2 người không qua khỏi. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang triển khai tới hiện trường, ông nói. Phóng viên AFP nghe thấy ít nhất 3 tiếng nổ lớn ở trung tâm thành phố lúc 5 giờ, nhưng không rõ đó là tên lửa của Nga đánh trúng mục tiêu hay bị phòng không Ukraine bắn hạ trên bầu trời. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói rằng các trận địa phòng không đã phá hủy nhiều mục tiêu, nhưng mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại nhiều tòa nhà trong thành phố. Hai người không qua khỏi được tìm thấy trong một tòa nhà, không phải khu dân cư ở quận Chepchenkitsky. Ông cho hay, nhưng không tiết lộ đây có phải nạn nhân được cơ quan quân sự thông báo trước đó hay không. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Nga đang đẩy mạnh các đòn tập kích trên khắp lãnh thổ Ukraine, dường như nhằm ngăn cản mạng lưới tiếp tế binh lực và khí tài cho chiến dịch phản công được Kiev tiến hành suốt hơn 2 tháng qua. Nhiều đoàn tấn công đã nhằm vào các kho chứa khí tài, đạn, cơ sở dự trữ xăng dầu và nhà máy công nghiệp của quân đội Ukraine. Một số đòn tập kích nhằm vào thủ đô Kiev cũng được tiến hành trong những tháng qua. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, đây là nỗ lực nhằm vô hiệu hóa lưới phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là hệ thống chốt, cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không khi buộc họ phải liên tục khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó UAV giá rẻ của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 8 tuyên bố phóng một tên lửa dẫn đường tầm xa nhằm vào sân bay quân sự gần làng Pinchukin phía nam thủ đô Kiev. Vị trí cụ thể không được công bố, nhưng khu vực này có ít nhất 3 sân bay, trong đó một căn cứ triển khai nhiều tiêm kích hạng nhẹ MiG-29.